thầy cho mà ra đi được. Chủ lễ chết con. Ôi trời đỡ quá. Thank you.
đài mây sáng rỡ trùng pháp giới cúng dường tam bảo các mười phương. Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường. Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường. Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường. Kim nhật thị thời kỷ niệm quý niệm cố hòa thượng hướng thiện ngã hoa tổ sư đệ tử tứ chúng pháp tôn pháp tử có hội phật tiền thành tâm tác lễ. Ngưỡng cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng, các bậc thánh hiền ở khắp mười phương, quan giảng đạo tràng, chứng minh gia hộ, ngưỡng nguyện giác linh cố hòa thượng, hướng thiện hạ hoa, từ bi chứng minh đại cầu siêu đồng thời nguyện đó
thường sống về chúng sanh ban ơn lành để cho tất cả đều được an vui thanh tịnh tu hành tinh tấn ngưỡng nguyện tỏ từ bi chính giám lòng thành của chúng con ngưỡng nguyện tỏ từ bi chính giám lòng thành của chúng con ngưỡng nguyện tỏ từ bi chính giám lòng thành của chúng con tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng thượng điện hạ hoa tổ sư chúng con xin kính thầy nhân cả cũng như tổ sư. Giáo hóa chúng sinh để cho mọi người
hay tất cả chúng sanh đều hưởng nhờ ân đức của Ngài. Vì vậy mà cái lễ cầu siêu này không có nghĩa là Ngài đang lẩn quẩn đâu đây để cầu cho Ngài được siêu thăng, nhưng chính Ngài đã đến những nơi thanh tịnh an lành rồi, nhưng chúng ta muốn cầu Ngài thương xót tất cả chúng ta và chúng sanh trở lại Ta Bà để cứu độ. Đó là cái bản nguyện, sự mong cầu của tất cả chúng ta. Vì vậy mới có cái lễ cầu siêu mỗi năm, nói cho quý vị hiểu rõ. Để nhiều khi tưởng rằng thầy mình tu tới cái bậc đó mà chưa siêu thăng được, cho nên mỗi năm phải cầu để cứu giúp Ngài, thì đó là cái lỗi lầm không đúng. Chính vì Ngài đã được tịnh đại, nhưng muốn cho Ngài ở lại Ta Bà cứu độ, cho nên mỗi năm chúng ta nhắc đi nhắc lại mong tổ trở về độ chúng sanh. Đó là bổn phận của chúng ta, nói ra cho tất cả hiểu. Vì vậy mà buổi lễ này với tinh thần của chúng ta là thực tình cầu nguyện tổ thương xót chúng sanh ở cõi đập Ta Bà, cũng như chúng ta, chúng tôi đang ở trong cái cõi Ta Bà mà chưa giải thoát được. Nguyện Ngài tái lai lại cõi Ta Bà để độ chúng sinh, cho nên có lễ cầu siêu thế này. Cầu siêu có nghĩa là cầu xin tổ thương chúng sanh cõi Ta Bà trở về cứu độ. Thế đừng có nghĩ mình cầu siêu và Ngài mới siêu thăng, đó là cái hiểu lầm lớn. Do đó chúng tôi nhắc cho tăng ni Phật tử hiểu, để biết rằng cái việc cầu của chúng ta là cầu xin Ngài trở lại Ta Bà để cứu độ chúng sanh, chứ không phải chúng ta cầu cho Ngài được về cực lạc. Đó là tôi nói rõ ràng, mong tất cả hiểu cho. Kể đây thì Thầy trụ trì hai chúng tôi để làm chủ lễ hướng dẫn tăng ni Phật tử để tụng kinh cầu nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.
nghĩa là mình mỗi người của mình đang sống ở đây để kiểm lại coi là mình sống là sống thế nào, là đang sống là có gốc hay là mất gốc, và để nhắc nhở lại mình là tiến tu, nghĩa là ai cũng vậy, đúng ra là sống là phải có gốc, nhưng mà hiện giờ đó là mình sống là đang có gốc hay là mất gốc. Nếu mà tại sao lại mình sống để thành mất gốc, thì trong tất cả nghĩ nhớ là tức là cái gốc đó là cái gì, tức là mỗi người đều có cái gốc của sự sống, tức là bản giác hay là bản tâm của chính mình, tức là ai cũng đều có cái bản tâm. Nhưng mà hỏi lại trong đây á, thì ai biết bản tâm mình? Nếu mà bản tâm mình không biết thì như vậy là mình lo biết cái gì? Nếu mà lo biết nhiều quá, biết thứ này biết thứ kia, biết phải biết quấy, biết thơ biết thua, biết yêu biết ghét vân vân, tức là biết đủ chuyện thiên hạ. Còn cái chuyện nhà mình thì sao? Cho nên đó là một cái điều mà mình phải kiểm lại để sống cho nó đúng ý nghĩa. Cho nên đây là phải sống là sống trở lại đó, trở lại gốc. Cho nên trong kinh Pháp Hoa thì có câu chuyện mà cùng tử bỏ cha đó, đi lang thang xin ăn, bữa đói bữa no được chút ít cho là đủ. Trong khi đó là có một ông cha, tức là một dương giả giàu sang của cải, mình cũng có cái của đó là có báo chính mình, nhưng mà lại không nhận mà lại đi xin ăn, xin ăn được chút cho là đủ. Có lúc trở về đi xin nào gặp tới nhà cha mà còn không dám nhận, cho nên đó là cũng là cái điều gọi là đáng buồn. Cho nên đây bây giờ phải sắp trở lại. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường nhắc mình để mà sắp trở về gốc đó. Cho nên có một lần có ngài con cái đến hỏi thiền sư Thạch Sương á, hỏi là khi buông cửa điện đóng thì chẳng hỏi, nhưng mà khi buông cửa điện mở thì thế nào? Thì ngài Thạch Sương người đó thì trong nhà làm việc gì, tức là buông cửa điện đóng thì không hỏi, nhưng buông cửa điện mở thì thế nào? Thì ngài Thạch Sương người đó là trong nhà làm việc gì? Thì ngài con cái ngài mới đáp là không người tiếp được đi. Ngài Thạch Sương bảo nói đến tột chỗ nói thì cũng chỉ nói được 80% thôi. Ngài con cái hỏi thêm thì chẳng biết còn tưởng nói thế nào, thì ngài đáp là không người biết được đi. Tức là hỏi muôn cửa điều đóng thì không hỏi, nhưng mà muôn cửa điều mở, muôn cửa điều mở thì trong nhà làm việc gì, thì còn gì phải hỏi được. Việc trong nhà mình đó lại đi hỏi ai, ai trả lời được cho mình cái điều đó? Cho nên đó không ai nghĩa là có thể trả lời chính xác hơn là mình, cho nên mình phải tự biết. Cho nên đó mà không biết đó là gọi là quên mất gốc. Thì như vậy cả mỗi vị hiện tại đây đó là cửa đang mở hay là đang đóng, nghĩa là cửa đang mở to đây, tức là thấy nghe hiểu biết rõ ràng đó, nhưng mà trong nhà đang làm gì có ai biết? Mà nếu không biết thì như vậy là có đáng buồn đáng thương không? Như vậy thì mà có tự hào là mình là sống là chủ hay không? Cho nên đó là phải nhắc lại, mình là sống có gốc. Như vậy thì quý vị biết là cái gốc đó là ở đâu không? Gốc đó là không ở đâu hết mà ở ngay chính mình, ở trong chính mình thôi. Thì bởi vì là bản thân mình thì là ở đâu? Như vậy thì mỗi vị mình đang ngồi đây á, là đang ngồi ở đâu? Đang ngồi tại gốc hay là đi ra xa? Cho
nên chỗ đó là chỗ để nhắc mình mỗi vị phải tìm lại ha, để mà sống ha. Cho nên trong nhà thiền gọi là thiền tâm đó, mà trong 10 bức tranh trăng trâu đó thì bức tranh thứ nhất gọi là cái bước đầu là tìm trâu, mà tìm trâu tức là tìm tâm nhé. Thì trong đó hình ảnh là chú một đồng đang ngơ ngác ha, ngơ ngác rồi ngó quanh tìm kiếm, nhưng mà bóng dáng trâu nó đâu không thấy đâu hết, nó mù mịt, núi rừng thì sâu thẳm không biết ở đâu, thật là giống như là cô độc ở giữa nơi rừng vắng. Trong khi đó là chỉ có tiếng ve nó vang ở trên cành phong thôi ha. Cho nên cái bài kệ mà trên trăng trâu đó nó nói rằng ha, cái bản dịch á là bôn ba vật cỏ chạy kiếm tìm, nước rộng non xa lối xa đêm, thần nhọc sức cùng không chỗ kiếm, phong chiều thiên chỉ tiếng ve ngâm, tức là chạy ngờ bôn ba tìm kiếm, nhưng mà càng tìm kiếm thì càng thấy xa xa thêm, nhọc sức nhưng mà kiếm không ra chỗ, chỉ có ở trên cây phong chiều cái tiếng ve ngâm chỉ một chút vậy thôi ha. Thì tại sao như vậy? Đó là bởi vì mình đang mất ha, gọi là mất trâu hay là mất tâm, cho nên là phải đi tìm. Nhưng là bản tâm của mình thì là tìm ở đâu, cho nên càng tìm là càng đổ càng xa xa thêm nghĩa là chỉ có còn có nghe cái tiếng ve nó đang vang trên cành cây phong chiều tức là nó đánh thức mình trở lại. Thì giờ đây quý vị ở trong đây là có ai là nghe tiếng ve không, và có ai không nghe không? Nghĩa là ai cũng có nghe hết không, từ là có nghe tức là có gốc, mà có gốc bây giờ là bỏ quên ha, là chạy theo trần cho nên là càng chạy nó lại càng xa dần xa dần. Bởi vậy mà vua Trần Thái Tông ngài cái bài kệ là vua thứ nhất ngài nói về cái sanh á, tức là ở trong cái gọi là cái vô niệm, rồi là nhận lấy cái có niệm không, rồi từ cái có niệm đó rồi cái thì trái cái không sanh mà nhận có sanh. Như bài kệ đó là chỉ sai vô niệm, quên vô niệm liền trái không sanh nhận có sanh. Rồi khi mình nhận cái có sanh rồi á thì nó chạy theo các cái sáu lần, gọi là mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, rồi lang thang làm khách phong trần mãi, ngày các vui hương muôn dặm trình. Tức là càng đi càng xa, đang ở trong cái chỗ thanh tịnh vô niệm vô sanh mà chợt cái quên tức là động niệm thành ra có sanh, mà có sanh á thì rồi cái thì theo trần, cho nên rồi mũi thì theo hương, tay theo tiếng, mắt theo sắc, bị mơ mờ theo đó, rồi lang thang trong sáu trần, mỗi ngày càng cách xa, gọi là cách xa quê nhà. Cho nên bây giờ đây là phải nhớ để sống trở về. Thì sư Minh Chánh của Việt Nam có một bài kể rất là hay, nhắc nhở cho mỗi người của mình để mà nhớ trở về đó, mà trong thiền viện mình cũng nhiều vị mà cũng thường hay đọc, mà có khi cũng thường hay ca đó. Quý vị có bài gì không? Bài Bổ Cánh Tâm. Bổ Cánh Tâm bài rất là ý nghĩa ha. Đó. Nghĩa là một bài này còn mang ý nghĩa nhắc nhở mình rất là lớn lao ha. Năng đứng trong cơm đối tri âm, duỗi tay không làm bổ cánh tâm, tập tầm tâm tâm tất tập, tầm tâm tâm tập tập tầm tâm, tiếng trống hợp vận, tiếng tùng ngâm tịch chiếu tâm tâm tức tập tầm, gió mát trăng trong hành tự tại, tầm tâm chẳng được giết tầm tâm, thôi tâm ta chẳng thể tầm tâm vô được chẳng là tâm, đem đèn tìm lửa ấy điên đảo, chẳng bằng trước sông một phút ngâm. Nghĩa là đây là coi như là một cái sáng tạo của một thiền sư Việt Nam, dùng như là cái tiếng trống gỗ
Vậy thì nâng cái tấm này là trong tâm đối với tri âm. Giờ thì ai là tri âm? À, trong đây có gì có ai tri âm không? Giờ vỗ tấm tâm, có tri âm rồi thì mới vỗ được tấm tâm. Quý vị vỗ tấm tâm thử xem, rồi quả lại. Quả lại làm sao mà không có được, không có trạch nhiệm thì mới là hay. Cho nên đây vũ tay cũng là vũ tâm, rồi ngày đó tập tâm, tâm tới tập, giống như là cái mình đang vỗ trống vậy. Vậy thì tiếng trống nó hợp với bận, nó cùng với tiếng tùng đó, nó ngâm, nó quạ. Nhưng mà trong đó cái phải hiểu được, phải thấy được cái tâm tông đó, nó là cái tịnh và chiếu, tức là tịnh chiếu tâm tông, thì như là mới là tập tầm ngay là phải ngay chỗ đó, nghĩa là cái tâm tông nó vừa lặng mà vừa biết, bởi vì nó biết mà nó lặng cho nên là không có theo duyên, thì vậy là mới hợp với cái trống tâm là mới quả được. Còn theo duyên đó là trạch nhiệm, mà trạch nhiệm tức là sai, là đi xa ra ngoài. Rồi ngay nơi gió mát trăng trong, tâm nó hằng hiển lộ, trong đó không ngần ngại gì hết, cho nên gọi là gió mát trăng trong hằng tự tại. Tầm tâm chẳng được thì chiếc tầm tâm đã là tâm mình thì tầm ở đâu, tìm ở đâu. Cho nên là tìm không được chiếc giết tìm, mà giết tìm thì ngay đó là cái chỗ được, chỗ tìm, nó là đặc biệt. Cho nên hiểu được chỗ này mình thấy cái việc làm của mình đã là đang phổ cái tâm, thì tại sao lại còn lại tìm tâm? Đã phổ cái tâm rồi mà còn tìm tâm là tìm chỗ nào? Cho nên có là bởi vì, cho nên rốt cuộc rồi thì dứt tìm, mà dứt tìm đó thì mới tức là tìm được tâm, thì vậy mà là mới đang phổ cái tâm. Còn đó mà còn đây tìm nữa là trạch nhiệm. Cho nên cái đoạn cuối nó nói là thôi tâm ta chẳng thể tầm, tâm mình là còn tầm ở đâu nữa, tìm đâu nữa. Mà tìm tâm giữ được chẳng là tâm. Nếu tìm được là cái gì khác rồi, không phải là tâm mình rồi, không tìm được là cái của ai rồi, không phải là tâm mình. Tâm mình là còn tìm gì được nữa. Cho nên mới ví dụ như là đem đèn tìm lửa ấy điên đảo, lửa là nghe đèn rồi, còn cầm nó đi tìm lửa nữa là điên đảo. Cũng giống như ngày xưa nó là cởi trâu đi tìm trâu. Chẳng bằng trước sông một khúc ngâm. Trước sông tức là trước cửa sổ đó, một khúc ngâm. Nhưng mà quý vị biết cửa sổ là cửa sổ nào không? Đó là ngay cửa mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình, là sáu cửa đó. Ngay cửa đó chỉ giữ một, thấy nghe thì biết này, giữ một khúc ngâm, tức là luôn hòa lại. Ngay sáu cửa đó nó luôn hợp trở lại nơi tâm của mình, không mê không nghiêng, không mất gốc. Thì đó là thiên hạ thái bình, là bổ tâm tâm. Còn ngay cái đó mà quên hết mình, quên mất gốc theo duyên đó là trái nghiệp, là không bổ nổi. Cho nên cái bài gọi là cái bài kệ của ngài đó rất là hay, rất là ý nghĩa, mà cũng nhắc mỗi người của mình để mà sống, gọi là sống trở về gốc, chứ để không có quên mất gốc. Thì một cái bài kệ này rồi mình khi là mình đọc rồi khi mình phổ thành một nhạc hát nữa để nhắc lại cho mình thấy được cái ý nghĩa đó. Nhưng mà bây giờ đây trở lại cái thực tế là hôm nay là cúng dỗ tổ. Thì trong cái cuốn dỗ tổ này thì ý nghĩa nhắc mình trở về gốc đó, như là ngày xưa ngày Vân Nham mà ngày cúng gọi là cúng dỗ mã tổ đó, thì nhân cái cúng dỗ mã tổ để nhắc nhở lại trong chúng, cũng thử cái trong chúng. Ngài nó hỏi trong chúng là về hôm nay là cúng trai mã tổ, là mã tổ có đến chăng? Vậy là hôm nay mình cúng dỗ tổ này đó, thì tổ có đến chăng? Thì không ai đáp được hết, cho nên là ngày đọc sinh linh giới đó, ngày mới ra người đáp là đợi có bạn liền đến.
thịt á thì đã chết rồi, đã thịt rồi, đã thiêu mất rồi, thì làm sao đến? Mà mã đậu thịt ấy, ha, thì có chết hay không? Nếu mình nhìn mà mã đậu bằng siêu thịt đã chết rồi, mà mã đậu mà có chết á, ha, thì như vậy thì cái bao giờ gặp lại rồi thấy được như vậy là thấy theo cái gì? Nếu mà đúng là mã đậu thịt thì sao lại có chết? Cũng vậy như là cố hòa thượng ha, tổ đây thì cố tổ đây á, là cũng là ở cái thân bằng xương bằng thịt mấy chục ký nè đó hay sao, nếu cái thân đó thì cũng đã thiêu mất rồi và thấy như vậy đó, tức là thấy gọi là thấy mất gốc đó, thấy gọi là quên lại vậy thì phải thấy mã tổ, mà thấy mã tổ nào thì đó là ý nghĩa để mình cũng là nhắc mình để mà sống trở lại nha. Ở đây thì có câu chuyện nhà thì là hai người, tức là thì sư mới đưa ra câu chuyện là hai người đi trong mưa, có một người mà chẳng ướt thì đó là vì sao? Hai người đi trong mưa có người chẳng ướt là vì sao? Thì vị đệ tử mới thưa là tại vì có người là mặc áo mưa, người không mặc áo mưa đó thì người mặc áo mưa thì khỏi ướt, còn người không mặc áo mưa thì ướt thôi. Rồi một người kia thì một vị đệ tử khác nữa, tại vì một người thì đi dưới mái hiên, còn người đi ngoài trời cho nên đi mái hiên thì đâu có bị ướt. Còn một vị đệ tử nữa thì mới đáp rằng nó là vì mưa nó có giới hạn cục bộ, mưa bên này cũng không mưa bên kia thì cái vị thiền sư mới kết luận là nói tung tung ha, nói như thế thì đúng ra nói như vậy là không phải nói hai người, nói trong hai người đi mưa có một người ướt, nói như vậy không phải là cả hai đều bị ướt hết sao? Như vậy thì mình phải thấy một người nào á là một người chẳng ướt, nếu mình thấy cái kiểu đó là kiểu là hai người đều bị ướt hết. Thân này á thì tức là nó phải ướt rồi, không? Còn cái người mà không bị ướt á là cái người nào? Thì thấy vậy đó thì mới thấy trở về gốc. Tức là cái pháp thân vô tướng, cái con người chân thật như mình đó, thì con người đó thì làm sao mà ướt tới được? Cho nên đi trong mưa thì trong lúc đi đó là cùng hai người cùng đi, nhưng mà một người này ướt còn người kia không ướt, thì đó phải thấy là phải sống trở lại với người đó, đó là sống trở về gốc. Thì thấy được như vậy đó thì mới thấy gọi là tổ siêu thật. Còn tổ siêu lần này là tổ siêu bị ướt rồi, mà bị ướt là tức là bị vô thường, bị thiêu, bị hoại. Thì đó là ý nghĩa để nhắc lại cho mình thấy để mình sống. Rồi trong cái sự mà vô thường thì nó trở về gốc đó, thì quý vị nhớ cái bài kệ mà của thiền sư Mãn Giác gọi là xuân tứ bất qua lạc, xuân đáo bất qua cai, sự trục nhãn tỳ quá, lão tùng đầu tương lai, mặc vị xuân tàn qua lạc cảnh, tình tuyền tạc giả nước chi mai. Thường thường là nói mà theo truyền thuận là xuân đến thì trăng qua nở, xuân đi trăng qua cũng, phải không? Đó là nói từ truyền thuận. Mà tại sao ở đây thì ngài lại nói là xuân đi trước, cho nên xuân cứ bắt qua lạc, xuân đáo bắt qua ca. Xuân đi thì trăng qua rụng, rồi xuân đến thì mới trăng qua nở. Đó nó ngược lại cái thông thường của mình. Mình đúng là phải xuân đến rồi mới xuân đi, phải không? Tức là xuân về rồi mới xuân đi, tức qua nở rồi mới qua rụng. Còn đây thì nó ngược trở lại là qua rụng trước rồi qua nở sau. Đó. Cho nên nó đồng ý nghĩa mà nhiều khi là người đọc ít ai để, nhưng mà đó là chính là bởi vì đây là bài kệ của ngài sắp thị tịnh, bài kệ sắp thị tịnh dạy cho đồ chúng, nhắc cho đồ chúng thị tịnh thì người đồ chúng là buồn bã, thầy sắp mất, sắp tịnh rồi, sắp đi rồi, phải không? Cho nên là xuân thứ thì bắt qua lạc, tức là xuân đi thì trăm qua rụng, cũng như bây giờ thầy sắp tịnh để giống là thân này nó sẽ mất, nhưng mà xuân đáo thì bắt qua ca, thời tiết đến thì qua lại nhỏ,
Nhưng mà có nợ có tàn đó là thuộc nghiệp vô thường, cũng như thân này có đến có đi ha. Cho nên tôi thấy thân này là sắp mất sắp tịch đó là buồn là khóc rồi sự trùng nhãn thì quá, tức là việc đời nó cứ trôi qua trước mắt không có dừng lại tức là chỉ là sự vô thường. Nhìn lại thì cái lão tùng đầu tương lai, tức là cái già đến trên đầu rồi tức là sự vô thường nó luôn luôn nó trôi qua không bao giờ dừng lại. Nhưng mà trong đó mạng vị sinh tàn qua là tạm, tức là chớ bảo sinh tàn qua cũng hết rồi đêm qua sinh chốt một ngày mai, cái đó mới là cái đặc biệt. Nghĩa là trong sự vô thường đó, trong cái sự mà qua nở qua rụng qua tàn đó nhưng mà còn có một cành mai ở trước sanh trên hôm qua vẫn còn nguyên đó. Mà nếu cành mai còn nguyên đó thì sao? Thì thời tiết đến nó lại nở qua nữa. Còn qua nó rụng rồi thì sao? Nó qua rụng rồi thì thôi, qua nó không nở được nữa. Nhưng mà cành mai, còn cành mai đó thì nó vẫn còn nở được. Đó là cũng nhắc nghĩa là ai cũng đều có cành mai sẵn đó, cũng như ngày về cái thân này nó có vô thường cho nên nó có đi có đến có nở có tàn nhưng mà trong đó có cái gốc chân thật không mất, gọi là cái gốc vô tướng đó, khi mà đầy đủ duyên thì nó nở qua nó hiện ra, cũng như ở trước cũng trai nó đậu thì mà đậu có đến hay không từ ngày mà chưa ra gặp bạn, đợi có bạn thì đến, có bạn tức là đủ duyên, nghĩa là cái thân này nó mất, đi là nó mất cái hoài, nhưng mà cái chân thật hay là cái pháp thân đó là cái không mất nhưng mà nó là không có hình tướng, thì làm sao có đến có đi, nhưng mà đủ duyên tức là có ai đó, có người nào đó, cái công phu mà tu hành, nó được đúng mức, nó phế họ thì liền cảm nhận, tức là hiện ra tức là đủ duyên, tức là có bạn, tức là có đủ duyên đó thì hiện ra, cho nên mình mới có tỏ ngộ, nó có nhận ra thì vậy tuy là vô tướng, không đến đi, nhưng mà đủ duyên thì nó hiện đến thì thấy trở về đó, thì mới thấy gọi là trở lại gốc mà không mắc kẹt trong cái sự đến đi vô tướng. Cho nên nhắc vậy đó, để nhắc đội chúng là thôi đừng có buồn, thầy đi đi nhưng mà có cái không mất đó thì mình cũng vậy thấy trở về như vậy đó để rồi mình sống trở về gốc bớt, nghĩa là theo cái duyên theo cái tướng để mà nó buồn theo đó. Chính ngài Phó Đại Sĩ ngài cũng có bài kệ đó, nghĩa là có vật trước trời đất không hình vốn lặng yên, hai làm chủ muôn vật chẳng theo bốn mùa tàn. Tức là ai cũng đều có một vật là có trước cả trời đất không hình không tướng, vốn là nó lặng yên mà nó lại hay làm chủ cả muôn vật, làm chủ cả bốn mùa, không có theo bốn mùa nó tàn theo, tức là không có theo sinh hạ thu đông mà nó tàn, tức là có nở có tàn. Ai cũng có vật cái đó cho nên là phải khéo nhận ra để sống với cái đó thì đó là sống trở về gốc, chứ đừng có sống theo cái có úa có tàn theo cái thời tiết thì đó là cái đáng tiếc đáng buồn mà cái mà có úa có tàn thời tiết đó tức là cái gì, tức là cái thân của mình đây, tức là có sinh ra rồi có lớn lên rồi có già rồi có chết, đó là cái gọi là có tàn theo thời tiết tức là đây là con người là bị ước ta con người là con người bị ước, mình phải thấy được con người là không bị ước mưa ước rồi sống với con người đó là không có ước là rồi thì phải khai thác sống trên đời đó để mình sống trên đời đó thì mình nên nhớ duyên lành nó không đến cho mình hai lần. Bây giờ đây mình gặp đầy đủ cái duyên lành là gặp được là chánh pháp, gặp được cái lối đi, gặp được là thầy sáng hướng dẫn đúng đường rồi, và bây giờ mình không là đầy đủ cái niềm tin để khai thác để sống trở về đó, được buông ra cái này đó
như vậy hay không, là, hay là quên quên đó, là cho nên là có gì lành mà không khai thác thì đó là cái đáng tiếc gọi là để lướt qua, cho nên đây là phải tỉnh lại, cho nên ở đây nhắc lại cái có một cái câu chuyện gọi là câu chuyện của Phật giáo Tây Tạng cũng rất hay, tức là có một vị ta kể là vị A La Hán, mà một trong 16 vị A La Hán đã truyền cái niệm chánh pháp của Phật ở cõi Ta Bà này đó, thì trước kia ngài vốn là vị vương tử, vương tử nhân gặp vị A La Hán trong thời đó được vua cha mời vào cung thuyết pháp, thì cái vị vương tử này mới cảm ngộ cái duyên xưa, tức là duyên thầy trò, cái thì xin quyết là xin vua cha được theo cái vị A La Hán này để mà xuất gia học đạo. Thì ông vua với hoàng hậu cũng là người bồ đạo, cho nên cuối cùng cũng đồng ý cho. Thì vị vương tử này mới được theo thầy, rồi sau đó thử thách thời gian được làm tăng, rồi lần đó theo thầy đi du hành, lại đi sang qua một nước kế cận. Thì hôm đó ngài đi khất thực, thì đi xong lạc vào cái vườn của nhà vua, rồi gặp nhóm cung nữ, thấy bị tăng trẻ cũng mời rồi cúng dường, thì ngài nhận xong ngài cũng nghĩ thôi cũng để tạ ơn, ngài mới nói vài bài kệ cho nghe để mà nhắc nhở những điều đạo lý, khuyên cái nhóm cung nữ này bớt say mê theo cái cuộc đời nó vô thường, nó phù phiếm, nó mỏng manh. Thì trong khi đó các vị cung nữ này thấy thì cao trẻ này nói chuyện là cũng rất ý nghĩa, cho nên chăm chú nghe. Thì ông vua ông lại nghe báo cáo chuyện đó, ông mới dẫn ông đến trình xem, thấy là đám cung nữ đang ngồi quanh nghe cái vị tăng sĩ trẻ này thuyết pháp, ông có nổi giận, ông mới xuất hiện ra, ông mới lớn giọng, ông bảo tu sĩ mà lại ngồi quay quần bên cái nhóm đàn bà con gái là hư hỏng rồi, thôi cho nó 20 hèo cho nó tỉnh ngộ. Thì lệnh vua truyền ra thì được thi hành ngay, thì nghĩa là bị đánh 20 hèo nghĩa là máu me ra tới cái y. Thì cái chàng tu sĩ trẻ như vậy đó tức giận cũng ôm hẳn, bởi vì dù sao cũng còn có cái kiêu khí của cái vị vương tử mà. Cho nên khi mà về đó đến bạc với ông thầy, thôi bây giờ xin trả y bát lại cho thầy, giờ tu hết nổi nữa rồi, bây giờ phải về nước để mà trả cái thù này. Thì cái vị A La Hán đó, tức là vị thầy đó, mới đọc bài kệ để mà nhắc nhở cho ông đệ tử trẻ này. Nó nói rằng vui mừng hay đau khổ, mất mát hay thành công, tủi nhục hay vinh quang, hãy nhận tất cả với lòng bình thản, không tham cầu cũng không ghét bỏ, đó là con đường thoát khỏi vương quốc của ảo giác. Nghĩa là dù vui mừng hay đau khổ, mất mát hay thành công, tủi nhục hay vinh quang gì cũng nhận tất cả, nhận với lòng bình thản, nhận qua hết với lòng bình thản, không gọi là không tham cầu cũng không ghét bỏ, không lấy không bỏ, thì chính đó là con đường để mà thoát khỏi cái vương quốc của ảo giác, vượt qua cái ảo giác. Nhưng mà cái vị tu sĩ trẻ này bây giờ là hết còn muốn nghe đạo lý, ông thầy nói gì nói nhưng mà cũng hết muốn nghe, cho nên là quyết chí chưa, nghĩa là bây giờ là con phải bỏ cái lời nguyện này thôi, vì cái lũ côn đồ này nó phải trả những cái giá kiêu mạn của nó, con phải về cho mà con trả đũa nó thôi. Thì ông thầy ông gật đầu, cuối cùng rồi thôi như vậy thầy coi, thì con đi thì đi, nhưng mà hãy đợi sáng mai rồi đi, bây giờ là cũng tối rồi. Thì cái vị này mới chịu ở lại. Thì đêm đó rằng cái vị tu sĩ mới đang ngủ, thì vị A La Hán này ngài dùng cái năng lực cái trí tuệ đó để mà chuyển cho cái vị tu sĩ trẻ này một giấc mơ để mà cảnh tỉnh. Thì lúc đó thì cái vị tu sĩ trẻ này mới thấy mình về nước là cái phụ vương mất mình được truyền lên ngôi làm vua, bây giờ thì
sức rồi, cho nên là gia đình đem quân để qua dẹp sang bằng cái thành này để cho đã dẹp. Nhưng mà cái kết của lại ngược lại ha, đem qua thì quân bị thất trận, thất trận thì cái ông vua trẻ này bị bắt, bắt rồi bị xử đạo. Mà thì trong cái giây phút cuối cùng ha, trong cái tiếng hò reo cái đầu sắp bị chém thì bỗng nhiên bị tu sĩ trẻ này, bây giờ là ông vua trẻ đang thấy cái hình ảnh của ông sư phụ của mình hiện từ nó hiện ra ngay quá. Thì lúc đó thì anh chàng nghĩa là mừng quá, anh gọi kêu cứu bà thầy xin tha tội cho con, hãy cứu con, cứu con. Thì ngay lúc đó thì cũng là bỗng giật mình tỉnh dậy thức giấc, mới là giấc mơ. Và khi mà tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy ông thầy đang ngồi bên cạnh, ông thầy đang ngồi bên cạnh và đang mới vỗ an ủi là con đừng sợ bất cứ mọi hình ảnh gì xuất hiện trong đời. Câu dạy rất là đặc biệt, nghĩa là con đừng sợ bất cứ mọi hình ảnh gì mà xuất hiện trong đời, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, còn con vẫn còn nguyên vẹn cả. Đó giấc mơ thôi, còn con vẫn còn nguyên vẹn cả. Thì quý vị thấy tỉnh đây là tỉnh chỗ đó. Tất cả cuộc đời của mình, những hình ảnh nó xuất hiện trong đời này chỉ là giấc mơ thôi, đừng sợ bất cứ một hình ảnh gì hết. Họ phải nhận trở lại chính mình vẫn còn nguyên vẹn cả từ ban đầu. Những cái này là giấc mơ, tức là ở trong cái dòng mê lầm thôi, còn nghĩa là cái gốc thật của mình đó, nó vẫn nguyên vẹn như thở ban đầu thôi. Thì mình nhận trở lại chỗ đó để mà sống thì nó hay như mấy. Còn nghĩa là theo cái này rồi nhiều khi rồi buồn vui giận ghét đố kỵ ganh ghét đủ với nhau đủ thứ hết. Mỗi thứ đó vẫn hình ảnh trong giấc mơ thôi, còn nghĩa là cái kia nó còn nguyên vẹn thanh tịnh trong sáng như thở ban đầu, chưa có chuyện gì hết. Quý vị tin không? Mình mới từ lúc mà mới bắt đầu mê, bắt đầu bất giác mà vào trong cuộc luân hồi này á, tới bây giờ là quý vị kể ra từ bao nhiêu năm mà nói là vẫn còn nguyên vẹn như thở ban đầu, thì tin không? Đó. Mà nếu không đủ được tin đó thì sao? Mà sự thật nếu mà nó không còn nguyên vẹn như thở ban đầu đó thì quý vị còn ngồi đây, còn ngồi đây không? Tức là nếu không còn nguyên vẹn như thở ban đầu, tức là nó bị nhiễm, bị chi phối, ha? Mà bị nhiễm, bị chi phối tức là bị vô thường. Mà nếu bị vô thường á thì mình trong cái dòng luân hồi chừng trăm kiếp là mình tiêu mất thành cát bụi, đâu còn tới bây giờ. Tức là theo vô thường rồi. Nhưng mà trong sự vô thường đó, có khi là mình là lên cõi trời xuống Angola và bị một súc sanh ngạ quỷ gì cũng có đủ hết, rồi chết cái tôi hoài mà bây giờ vẫn còn ngồi đây. Thì vậy rõ ràng ha, rõ ràng là trong đó là cái đó vẫn còn nguyên vẹn lắm. Cho nên rồi nhớ tỉnh ra cho đó là cái đời sống thật của mình, đó mới là sống trở về gốc. Cho nên ở đây thì cái vị rằng tu sĩ trẻ này khi mà nghe thầy nói như vậy rồi ngay đó thức tỉnh là bỏ hết mọi hận thù và thôi giờ cũng tiếp tục mà đời sống giải thoát, giờ thôi khỏi trả y ba lại nữa. Rồi sau này đó là một trong 16 vị a la hán mà trụ thế ở cõi ta bà này để hoàn thiện cái pháp của Đức Phật Thích Ca. Thì đó, cho nên nó là câu chuyện rất là cái tính cho mình. Cho nên ở đây thì mình bây giờ cũng vậy, thường xét trở lại mình đó, nghĩa là cũng đừng sợ bất cứ cái gì, hình ảnh gì trong cuộc đời này, nó chỉ là một mơ thôi. Còn mình vẫn còn nguyên vẹn như thở ban đầu. Thì đó là cái gốc của mình sắp trở về. Thì hôm nay thì cũng nhân đây để nhắc tất cả chư quý vị.
vững vàng cái chỗ nó là trở về của mình, cho nên hãy tỉnh lại để mà sống trở về cái gốc đó, chứ đừng để sống gọi là mất gốc. Mọi sự buồn vui, mọi sự được mất ở trong cõi đời này đó, thì cũng là giấc mộng. Còn chính mình vẫn còn nguyên vẹn như thở ban đầu vậy thôi. Cho nên phát minh đó, khai thác để mà sống trở về gốc đó, chứ để bỏ qua cái cơ hội tốt đó. Thì ở đây cũng là nhân cái ngày gọi là ngày giỗ tổ này, cũng có ít lời để cùng nhắc nhở lại trong chư tôn đức chư tăng ni cũng như chư huynh đệ chư phật tử, thì nhớ lại để có cái sức sống không đầy đủ ý nghĩa, gọi là sống trở về gốc chứ đừng để sống mất gốc. Nam mô